mới của Ukraine ban hành khiến nhiều quân nhân bất mãn Cam kết của Mỹ với Ukraine ngay càng mơ mịt Nhà Trắng tuyên bố Mỹ sẽ không đánh chặn tên lửa Nga ở Ukraine Nga ném bom FAB-500, dộ tin ông trùm tình báo Ukraine thiệt mạng Chiến thuật của Nga khiến Kharkov thất thủ, binh sĩ Ukraine đột kích 3 đêm để tịch thu xe tăng Nga Tổng thống Volodymyr Zelensky đã ký thành luật một dự luật huy động quân sự gây tranh cãi trong thời gian qua. Đạo luật mới đã được Vrkhovna Rada thông qua vào đầu tháng 4 sau một cuộc tranh luận kéo dài về nội dung của luật mới. Trong diễn biến vào phút cuối, các điều khoản của đạo luật thậm chí còn trở nên khắt khe hơn so với đề xuất ban đầu với việc rút lại điều khoản xuất ngũ. Đạo luật được thông qua có hiệu quả, có nghĩa là tất cả những người nhập ngũ sẽ phải ở lại quân đội vô thời hạn với sự thay đổi được cho là do tân tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang. Alexander Swisky vận động hành lang. Thủ tục giải ngũ dự kiến sẽ được đưa ra trong luật riêng, mặc dù vẫn chưa rõ khi nào chính xác một dự luật như vậy có thể thành hiện thực. Theo CNN, luật vừa được ban hành có yêu cầu mới là tất cả nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 60 tuổi phải đăng ký sẵn sàng phục vụ với quân đội Ukraine và luôn mang theo giấy tờ này bên mình. Chính phủ Ukraine tuyên bố mục đích là làm cho quy trình tuyển dụng hiệu quả và minh bạch hơn nam giới trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự đang cư trú ở nước ngoài sẽ không thể gia hạn hộ chiếu của họ tại các sứ quán Ukraine nếu không xuất trình giấy tờ đăng ký mới nhất với quân đội. Luật mới không đề cập bất kỳ khả năng nào về gia tăng số người có thể được gọi nhập ngũ. Luật cũng không có điều khoản giải ngũ đối với những binh sĩ đã trải qua thời gian dài chiến đấu. Động thái này được dự đoán sẽ gây bất mãn trong một bộ phận binh sĩ Ukraine đã tham chiến từ những ngày đầu xung đột và muốn nhanh chóng rời khỏi thao trường. Toàn văn dự luật vừa được thông qua trên được Quốc hội Ukraine công bố. Tuy nhiên, theo hãng tin Bloomberg, trọng tâm của dự luật là siết chặt quy định tuyển binh, loại bỏ một số trường hợp được miễn nghĩa vụ quân sự và quy định thêm hình phạt cho những đối tượng trốn quân dịch. Suốt nhiều tháng qua, các nhà lập pháp Ukraine đã tranh luận về việc có nên cho phép những binh sĩ phục vụ lâu nhất có cơ hội luân phiên trở về nhà, hoặc liệu các cuộc tấn công mới của Nga có đồng nghĩa họ không thể để những binh sĩ kiệt sức được nghỉ ngơi hay không. Việc ông Zelensky ký luật huy động quân mới diễn ra ngay sau khi chỉ huy mặt trận phía đông của Ukraine cảnh báo, quân đội Nga đang đông hơn gấp 10 lần các lực lượng nước này sau khi Quốc hội Ukraine thông qua luật hồi tuần trước, hàng chục người vợ và thân nhân của các binh sĩ đã tụ tập bên ngoài trụ sở cơ quan lập pháp ở Kyiv để biểu tình phản đối và yêu cầu quy định về thời hạn quân dịch. Theo truyền thông Kyiv, vụ Nga ném bom FAB-500 vào Kharkov đã khiến người đứng đầu Tổng cục Tình báo quân đội Ukraine GUR Krylin Budanov ở thành phố Chuguev, tỉnh Kharkov thiệt mạng. Thông tin về sự ra đi của sĩ quan tình báo cao cấp GUR và một số nhân vật khác đã xuất hiện trên một số trang tin công khai của Ukraine. Thông tin tương tự sau đó đã được các nhà báo quân sự Nga đưa tin từ nguồn riêng hoặc sao chép lại. Tuy nhiên, cho đến buổi tối ngày 16 tháng 4, vẫn chưa có bất kỳ tuyên bố chính thức nào về vấn đề này từ các cơ quan quân sự của Liên bang Nga và Ukraine. Theo báo cáo từ một số nguồn tin, một ngày trước đó, người đứng đầu GUR đã đến thành phố Chuguev của Kharkov, nơi có những nhà kho lớn của lực lượng vũ trang Ukraine và một cơ sở huấn luyện cho những nhóm biệt kích phá hoại của Kiev do ông Budanov đích thân giám sát. Ngoài ra, giới chức lãnh đạo quân đội Nga thông báo rằng các căn cứ huấn luyện của những nhóm biệt kích Ukraine cũng bị tấn công bằng bom có sức công phá lớn FAB-500. E Thời gian và địa điểm chuyến thăm của Budanov và cuộc tấn công của Nga là hoàn toàn trùng khớp. Điều đó dường như đã tăng tính chân thực cho những tin đồn. Mặc dù như vậy, cả hai bên vẫn chưa cung cấp dữ liệu chính xác về số lượng mục tiêu bị tấn công cũng như tổn thất về nhân sự. Trước đó, người đứng đầu cơ quan an ninh liên bang Nga, FSB, từng cho rằng Nga cần coi lãnh đạo cơ quan tình báo quân sự Ukraine, Krilin Budanov, là mục tiêu chính đáng. Mặt khác, một tòa án ở Moscow hồi tháng 12 năm ngoái đã phát lệnh bắt giữ người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine, GUR, Krilin Budanov, với cáo buộc khủng bố. Moscow cáo buộc ông Budanov chỉ đạo hơn 100 vụ tấn công. Trong đó có các vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào các hạ tầng dân sự của Nga lãnh đạo GUR cũng công khai ủng hộ các vụ tập kích vào lãnh thổ Nga. Người đứng đầu cơ quan an ninh liên bang Nga, FSB, Alexander Botnikov cho rằng Moscow cần đưa ông Budanov hay bất cứ ai phạm tội chống lại nước Nga vào tầm ngắm. Được biết, ông Budanov vốn là cựu lính đặc nhiệm Ukraine, từng chiến đấu tại vùng Donbass vào năm 2014. Bản thân ông đã trực tiếp tham gia các hoạt động mật, bao gồm cả trên bán đảo Crimea do Nga kiểm soát cơ thể của Budanov có những vết sẹo do mảnh vỡ từ mìn chống bộ binh phát nổ gây ra. Các mảnh từ mìn nổ đã găm vào sát tim của Budanov, suýt nữa làm ông tử vong. Ông từng bị chấn thương nặng ở cổ và lưng, đồng thời bị bắn vào lưng. Năm 2020, Tổng thống Ukraine Zelensky bổ nhiệm Budanov vào vị trí lãnh đạo Tổng cục Tình báo thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine. Các hoạt động mới của GUR, thời tướng Budanov đã làm sống dậy Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, vốn bị lép vế trước cơ quan an ninh dân sự lớn hơn nhiều đó là SBU. Mỗi lần dân chúng Ukraine biết về các vụ nổ vũ khí, khí tài, Budanov lại càng được nhiều người Ukraine kính nể. Tuy nhiên, cái gì cũng có giá của nó. Mỗi lần Tổng cục trưởng tình báo quốc phòng Budanov ra nước ngoài, luôn phải có một đoàn vệ sĩ và nhân viên tình báo hộ tống ông. Năm 2019, từng xảy ra một vụ ám sát Budanov khi một quả bom bên dưới xe ô tô của ông phát nổ sớm. Ông may mắn bình an vô sự. Nằm sát biên giới với Nga, Kakhov được cho là địa điểm chiến lược quan trọng Ukraine phải giữ. Thực tế, kể cả khi bị đẩy lùi, các lực lượng nga vẫn tấn công thành phố này bằng tên lửa và máy bay không người lái drone, cũng như bắt đầu sử dụng bom dẫn đường. Jacob Barakilas, nhà nghiên cứu về chiến lược, chính sách và khả năng quốc phòng của RAND, cho biết ngay cả khi dòng viện trợ tới Ukraine tiếp tục bế tắc, một cuộc tấn công thành công vào Kakhov sẽ là nhiệm vụ không dễ đối với nga, nhưng nó không hoàn toàn nằm ngoài khả năng đó. Ông Barakilas dự đoán. Kharkov nằm rất gần biên giới Nga, vì vậy một cuộc tấn công chậm nhưng gây tiêu hao có thể giúp Moscow kiểm soát thành phố này trong vài tháng. Trong diễn biến có liên quan, những chiếc xe tăng Nga đưa ra tiền tuyến được gắn bộ thiết bị gây nhiễu mới trong những tuần gần đây, những người điều khiển UAV Ukraine đã tỏ ra rất quan tâm. Nếu các thiết bị gây nhiễu mới của Nga hoạt động hiệu quả, Ukraine sẽ cần phải có giải pháp đối phó. Nhưng để tìm ra giải pháp phù hợp, họ cần tìm hiểu về thiết bị của Nga. Cơ hội đã đến vào đầu tháng này, khi một chiếc T-72 của Nga có gắn bộ thiết bị gây nhiễu bị mắc phải dây thép gai ở Terni, tỉnh Donetsk. Dây thép gai mắc vào dây xích khiến người điều khiển xe tăng không thể quay đầu đủ nhanh để tránh va chạm với xe chiến đấu PMB của đối phương. Ngay sau đó, một chiếc UAV của Ukraine lao tới và phát nổ. UAV của Ukraine làng vàng quanh chiếc T-72 trong suốt khoảng thời gian đó. Sau khi xem xét kỹ lưỡng hình ảnh, các nhà phân tích kết luận chiếc T-72 chỉ bị hư hỏng nhẹ, và thiết bị gây nhiễu sóng vô tuyến của nó sẽ là một chiến lợi phẩm đáng giá. Chiếc xe tăng bị UAV tấn công là dấu hiệu rõ ràng cho thấy thiết bị gây nhiễu hoạt động không tốt. Tuy nhiên, phía Ukraine vẫn muốn tìm hiểu chi tiết. Lữ đoàn xung kích số 3, một trong những đơn vị tinh nhuệ của quân đội Ukraine, đã tình nguyện thực hiện một nhiệm vụ cực kỳ nguy hiểm. Mục tiêu của họ là tịch thu chiếc T-72 đang nằm bất động trên chiến trường bên ngoài Terni. Đêm thứ nhất, các kỹ sư Ukraine tìm cách tiếp cận chiếc xe tăng để kiểm tra tình trạng của nó Họ quay trở lại phòng tuyến của Utena cách đó chưa đầy 2 km với một tin tức không mấy khả quan. Mặc dù chiếc xe tăng có vẻ như vẫn còn hoạt động được, nhưng tháp pháo của nó được cố định ở vị trí phía trước và khẩu pháo chính 125 mm đã chặn cửa khoang lái. Vào đêm thứ hai, binh sĩ xe tăng có tên Baida được cử đi cùng nhóm đột kích, trong khi các kỹ sư cẩn thận gỡ dây thép gai bị cuốn vào xích xe tăng. Baida quay tháp pháo theo cách thủ công để mở cửa khoang lái, sau đó khởi động chiếc xe tăng. Mọi việc không suôn sẻ sau khi bị UAV tấn công, kiếp chiến đấu của nga đã làm cạn nguồn điện của chiếc xe tăng trước khi bỏ nó lại. Đêm hôm sau, nhóm đột kích quay trở lại, các kỹ sư dẫn đường và được bộ binh hộ tống, lực lượng y tế sẵn sàng ở phía sau phòng trường hợp xảy ra thương vong. Nhóm hành động chính gồm Ilya và Baida, họ mang theo ba bình ắc quy cùng với khí nén, dụng cụ và kính nhìn ban đêm. Khí nén sẽ giúp khởi động chiếc xe tăng. Tiếng đạn pháo của nga vang lên gần đó khi các binh sĩ Utena tiến hành công việc. Cuối cùng, chiếc xe tăng đã có thể hoạt động nhưng tiếp sau đó mới là phần khó khăn. Lại nó gần 2 km về vị trí của Ukraine mà không bị hỏa lực của Nga làm cho nổ tung. Nhìn qua kính nhìn đêm, Ilya không gặp vấn đề gì khi lái xe tăng qua giải đất tân đi đầy vết tích của giao tranh. Ilya đã không phát hiện ra cái hồ sâu, có vẻ như là hậu quả của một quả bom lượn suýt nút chừng trước T-72. Các miệng hồ do bom tạo ra rất sâu và có thể làm xa lầy vĩnh viễn một chiếc xe tăng nặng 51 tấn như T-72. Ilya cài số lùi và tăng tốc động cơ lên tối đa 2.000 vòng một phút Cuối cùng, chiếc xe tăng thoát ra khỏi hồ bom. Các thiết bị gây nhiễu riêng lẻ và anten của chúng đều được sản xuất theo tiêu chuẩn của nhà máy, nhưng chúng được lắp ráp với nhau theo kiểu chắp vá và có vẻ như không hiệu quả lắm. Điều này được xem như tin tốt cho chiến dịch sử dụng UAV của Ukraine. Trung tướng Yuri Lastokin, Tư lệnh lực lượng tác chiến điện tử Evk Nga, mới đây cho biết hệ thống liên lạc Stalin do SpaceX, thuộc sở hữu của tỷ phú Elon Musk, phát triển đã được tích hợp vào nhiều cấp chỉ huy và kiểm soát khác nhau trong lực lượng vũ trang Ukraine. Tuy nhiên, phía Nga đã phát triển các biện pháp chống lại hệ thống này, cung cấp khả năng tác động đến thiết bị đầu cuối của liên lạc vệ tinh. Ông Yuri Lastokin lưu ý rằng Ukraine rất tích cực trong việc triển khai các thiết bị đầu cuối này để kiểm soát máy bay không người lái và các thông tin liên lạc quân sự khác. Nhưng Nga đã tìm ra phương pháp để chống lại khả năng của hệ thống này một cách hiệu quả mặc dù Trung tướng Lastokin không cung cấp thông tin cụ thể về cách các lực lượng Nga có thể nhắm mục tiêu vào thiết bị đầu cuối Stalin, nhưng quan chức này nhấn mạnh sẽ có những tác động đáng kể đến lực lượng vũ trang Ukraine. Trước đó, truyền thông phương Tây đưa tin, Lầu Năm Góc đã tài trợ việc cung cấp thiết bị đầu cuối Stalin cho Ukraine với số tiền lên tới 23 triệu đô la Mỹ. Theo ông Mikhailo Fedorov, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine, tính đến tháng 12 năm 2023, khoảng 47.000 thiết bị đầu cuối của hệ thống Stalin đang hoạt động ở Ukraine. Đầu tháng 4, Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh việc sử dụng vệ tinh thương mại cho mục đích quân sự là không thể chấp nhận. Moscow lập luận rằng việc sử dụng vệ tinh thương mại trong hoạt động chiến đấu đang trở thành mối đe dọa ngày càng tăng. Yếu tố này ảnh hưởng đến lợi ích của đa số quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc, nhất là các nước đang phát triển. Một quan chức Mỹ mô tả rằng dịch vụ này là một phần quan trọng trong viện trợ an ninh mà Mỹ đang cung cấp cho Ukraine. Hợp đồng có thời hạn từ tháng 6 năm 2023 và kéo dài đến tháng 5 năm 2024, nhưng chưa rõ có được gia hạn hay không. Ông chủ SpaceX, tỷ phú Elon Musk nói rằng chúng dành cho mục đích sử dụng cá nhân chứ không phải quân sự. Viết trên mạng xã hội hồi năm 2022, ông cho rằng Starlink là xương sống liên lạc của Ukraine, đặc biệt là ở tuyến đầu, nơi gần như toàn bộ kết nối Internet khác đã bị phá hủy nhưng chúng tôi sẽ không cho phép gia tăng xung đột có thể dẫn đến thế chiến 3. Trong khi đó mới đây, lo ngại khả năng Nga phát triển vũ khí hạt nhân trên không gian, Mỹ và Nhật Bản dự kiến sẽ đề xuất lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lệnh cấm triển khai loại vũ khí hủy diệt hàng loạt này trong không gian. Báo chí hồi tháng 2 đưa tin, Nga có ý định đưa vũ khí nguyên tử lên không gian nhằm chống lại các vệ tinh. Tất nhiên, điện Kremlin đã bác bỏ Thậm chí chủ tịch Ủy ban tình báo Hạ viện Mỹ Mike Turner từng cảnh báo về mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia liên quan đến khả năng Nga phát triển vũ khí hạt nhân trên không gian. Ông Turner còn nhấn mạnh đã yêu cầu tổng thống Joe Biden cho giải mật những thông tin liên quan đến mối đe dọa này. Còn theo Reuters, Nga đã phát triển học thuyết về an ninh không gian bao gồm cả những hoạt động gây nhiễu các kênh liên lạc qua vệ tinh của đối phương. Năm 2020, Moscow đã thử nghiệm vũ khí chống vệ tinh không gian. Trong khi đó, The New York Times từng đưa tin Moscow triển khai vũ khí hạt nhân chống vệ tinh trên không gian và vũ khí mới của Nga có khả năng phá hủy các liên lạc dân sự, quân sự, giám sát từ không gian của Hoa Kỳ và các đồng minh. Dẫn các nguồn thạo tin dầu tên, hãng Reuters của Anh cho biết Nga và Ukraine gần như đã đạt được một thỏa thuận hàng hải mới trên Biển Đen hồi tháng 3 sau 2 tháng đàm phán. Song Kiev đã đột ngột rút khỏi thỏa thuận này trên tuyến đường vận chuyển hàng hóa giữa Nga và Ukraine đã không được đảm bảo bởi một thỏa thuận chính thức kể từ tháng 7 năm 2023, khi Moscow từ chối gia hạn sáng kiến ngũ cốc biển đen do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian. Nga cho rằng Mỹ và EU đã không giữ đúng cam kết trong thỏa thuận khi ngăn chặn xuất khẩu thực phẩm và phân bón của Nga. Theo nguồn tin của Reuters, các cuộc đàm phán gần đây do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian theo sự thúc đẩy của Liên Hợp Quốc đã dẫn tới một thỏa thuận dự kiến nhằm đảm bảo an toàn cho hoạt động vận tải thương mại ở Biển Đen vào tháng trước. Nguồn tin nói rằng, mặc dù Kiev không chính thức ký kết thỏa thuận này, nhưng họ đã đồng ý rằng Tổng thống Recep Tayyip Erdogan có thể công bố thỏa thuận này một ngày trước cuộc bầu cử địa phương ngày 31 tháng 3 ở Thổ Nhĩ Kỳ. Hiệp ước sẽ có hiệu lực ngay lập tức sau khi được công bố. Nguồn tin cho biết, vào phút chót, Ukraine bất ngờ rụt lùi và thỏa thuận bị phá vỡ. Theo dự thảo mà Reuters tiếp cận được, Ankara đã làm trung gian cho các thỏa thuận giữa Moscow và Kiev về việc đảm bảo hoạt động đi lại tự do và an toàn cho các tàu buôn ở Biển Đen, tuân thủ các công ước hàng hải. Các bảo đảm sẽ không áp dụng đối với tàu chiến, tàu dân sự chở hàng hóa quân sự, trừ khi được tất cả các bên đồng ý. Theo dự thảo thỏa thuận, cả Nga và Ukraine đều phải đưa ra các đảm bảo an ninh cho các tàu thương mại ở Biển Đen, cam kết không tấn công, bắt giữ hoặc khám xét chúng, miễn là chúng không chở hàng hoặc khai báo là hàng hóa phi quân sự. Lý do khiến ép rút khỏi thỏa thuận là chưa rõ ràng, nhưng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng xuất khẩu ngũ cốc trong thỏa thuận ban đầu, qua đó khiến các quốc gia dễ bị tổn thương gặp rủi ro. Phát biểu với các phóng viên hồi đầu năm nay, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phủ nhận việc Moscow từng tấn công tàu Ukraina ở Biển Đen trong thời gian thỏa thuận ngũ cốc. Ông nói rằng một trong những lý do khiến Moscow không quay trở lại sáng kiến ngũ cốc Biển Đen là do Kiev lạm dụng tuyến đường vận chuyển trong suốt thỏa thuận. Ông Lavrov cho biết Ukraine đã sử dụng những lối đi an toàn tự do này để phóng vũ khí dưới dạng xuồng không người lái hải quân, gây thiệt hại cho các tàu và cảng của Nga. Ông nói thêm theo thỏa thuận cũ, chỉ có 3% số vũ cốc của Ukraine được vận chuyển đến các quốc gia trong danh sách các nước có nhu cầu lớn nhất của chương trình lương thực thế giới của Liên Hợp Quốc. Hãng tin TASS dẫn lời chính trị gia Nga, ông Vladimir Rogov cho hay lực lượng Ukraine đang chủ động tấn công bằng pháo tự hành Seja 155mm tại vùng Zaporizhia nhằm vào các cứ điểm của Nga và những khu vực do Nga kiểm soát. Ông nói rằng có vẻ như Ukraine không hề hết đạn. Ông Rogov không nói rõ số lượng, nhưng cho biết những khẩu pháo của Ukraine cũng được nhìn thấy trong vài ngày qua tại vùng Chasovya ở Donetsk. Trước đó, Thủ tướng Pháp Gabriel Attal phát biểu trước Hạ viện rằng chính phủ dự định cung cấp 6 khẩu pháo tự hành Seja và sẽ tài trợ cho việc giao thêm 12 khẩu nữa cho lực lượng vũ trang Ukraine về phía tổng thống ukraine volodymyr zelensky liên hệ với tình hình ở trung đông ông đã nhấn mạnh rằng ukraine cần sự giúp đỡ từ các đồng minh để đẩy lùi các cuộc không kích của đối phương cũng như israel dựa vào các đồng minh để đối phó mối đe dọa của đối phương ông nói cả thế giới thấy rằng israel không đơn độc trong việc phòng thủ những mối đe dọa trên bầu trời cũng bị đồng minh của họ loại bỏ và khi ukraine nói rằng các đồng minh không thể nhắm mắt làm ngơ trước tên lửa và uav của nga điều đó có nghĩa là cần phải hành động hành động mạnh mẽ. Ông Zelensky nói rằng Kiev đã có kế hoạch cho một cuộc phản công mới chống lại Nga và chỉ ra rằng điều đó phụ thuộc vào việc Mỹ nối lại hỗ trợ quân sự cho đất nước ông và phương Tây nói chung giúp Ukraine tăng cường sản xuất quân sự trong nước. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tin rằng công nghệ quân sự phương Tây có thể cho phép Kiev tiến hành một cuộc phản công mới chống lại Nga và sẽ lật ngược tình thế. Ông nói Nga có nhiều người hơn, nhiều vũ khí hơn, nhưng phương Tây có hệ thống vũ khí hiện đại. Nếu chúng tôi nhận được giấy phép sản xuất từ các đối tác của mình thì vấn đề không phải là số lượng người mà là về chất lượng của vũ khí. Năm ngoái, Ukraine đã nỗ lực phản công, quân đội được trang bị vũ khí và được phương Tây huấn luyện. Họ dự kiến sẽ xuyên thủng các tuyến phòng thủ của Nga và giành được chiến thắng lớn. Tuy nhiên, họ chỉ giành được những lợi ích lãnh thổ không đáng kể với nhiều tổn thất về binh lực và làm cạn kiệt kho vũ khí. Chính phủ của Tổng thống Zelensky cũng đã khẳng định rằng họ không thể đàm phán với Nga trường nào tổng thống vladimir putin vẫn còn nắm quyền và sẽ không chấp nhận bất kỳ kết quả nào của cuộc xung đột mà không đòi hỏi phải khôi phục hoàn toàn đường biên giới trước năm 2014 của ukraine một hồ sơ về nhà lãnh đạo ukraine được tạp chí times đăng vào tháng 11 năm ngoái nói rằng niềm tin của ông vào việc ukraine giành thắng lợi là bất di bất dịch Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden coi những cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga là bất cần và có thể làm tăng giá năng lượng. Trong khi đó, Kiev coi đây là biện pháp cần thiết để Moscow phải trả giá vì kế hoạch quân sự ở Ukraine. Khi Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris gặp riêng Tổng thống Volodymyr Zelensky tại Hội nghị An ninh Munich vào tháng 2 năm 2024, bà đã nói với nhà lãnh đạo Ukraine điều mà ông không muốn nghe. Đó là hạn chế tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, một chiến thuật mà các quan chức Mỹ tin rằng sẽ làm giá năng lượng toàn cầu tăng cao và khiến Nga có những động thái đáp trả mạnh mẽ hơn. Theo các nguồn thạo tin, yêu cầu trên từ phía Mỹ đã khiến Tổng thống Zelensky và các quan chức cấp cao của ông giận dữ bởi họ coi những cuộc tấn công UAV và các cơ sở năng lượng của Nga là điểm sáng hiếm hoi trong cuộc xung đột tiêu hao với đối thủ lớn hơn về lực lượng và được trang bị tốt hơn. Các nguồn tin này cho biết, Tổng thống Zelensky đã từ chối lắng nghe khuyến cáo này và không chắc liệu nó có phản ánh lập trường thống nhất trong chính quyền Tổng thống Biden hay không. Tuy nhiên, thay vì chấp nhận các yêu cầu của Mỹ, thì Ukraine tăng cường thực hiện chiến lược trên, tấn công vào một loạt các cơ sở của Nga, trong đó có cuộc tấn công ngày 2 tháng 4 nhằm vào nhà máy lọc dầu lớn thứ ba nước Nga nằm cách tiền tuyến gần 1.300 km. Các vụ việc trên đã làm gia tăng căng thẳng giữa bối cảnh Kiev đang chờ xem liệu Quốc hội Mỹ có thông qua gói hỗ trợ trị giá 60 tỷ đô la Mỹ cho nước này hay không. Những người bảo vệ chiến lược của Ukraine cáo buộc Nhà Trắng ưu tiên chính trị trong nước hơn là các mục tiêu quân sự của Ukraine hạ nghị sĩ đảng cộng hòa bang georgia austin scott thì cho rằng trong khi nga tấn công ngành dầu mỏ khí đốt và năng lượng của ukraine thì tại sao kiev không được tấn công các cơ sở này các quan chức mỹ cũng thừa nhận việc giữ ổn định thị trường năng lượng toàn cầu để làm giảm lạm phát là một ưu tiên của chính quyền ông biden tuy nhiên châu âu cho rằng việc duy trì sự ủng hộ lâu dài cho ukraine cũng rất quan trọng một quan chức cấp cao mỹ nhận định mối lo ngại của các nhà hoạch định quân sự tại washington là các cuộc tấn công hầu như không tác động đến việc làm giảm khả năng chiến đấu của Nga và có thể dẫn đến những cuộc đáp trả quy mô lớn nhằm vào lưới điện Ukraine, khiến Kiev thậm chí đối mặt với tổn thất lớn hơn Moscow. Trong những tuần gần đây, Nga đã tiến hành hàng loạt cuộc tấn công bằng UAV chứa chất nổ và tên lửa nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, khiến cho hàng triệu người không có điện và làm dấy lên mối lo ngại rằng các cuộc tấn công có thể ảnh hưởng đến nền kinh tế Ukraine. Hiện nay, các quan chức Ukraine cho biết nước này đang cần bảo vệ các thành phố. Tuần trước, Tổng thống Zelensky đã cử ngoại trưởng Ukraine, Dmytro Kolyba, tới Bruxelles nhân hội nghị ngoại trưởng NATO. Đề nghị của ngoại trưởng Ukraine với các nước phương Tây là hỗ trợ Kyiv nhiều tổ hợp phòng không Patriot hơn. Việc Mỹ phản đối các cuộc tấn công vào các cơ sở lọc dầu đã khiến các quan chức Ukraine giận dữ, bởi họ coi các cuộc tấn công này là một biện pháp cần thiết, giữa bối cảnh Nga liên tục tấn công Ukraine. Họ nhìn nhận các cuộc tấn công là hành động cần thiết để khiến Nga trả giá về các hành động của mình và gửi đi thông điệp rằng nước Nga sẽ không an toàn cho tới khi xung đột kết thúc. Một số ý kiến cho rằng mối lo ngại của Mỹ về giá năng lượng tăng cao do các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu là vô căn cứ khi dẫn ra việc giá cả tăng là do OPEC cộng, cắt giảm sản xuất và tình trạng mất ổn định liên quan đến cuộc xung đột giữa Israel và Hamas. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin thì bày tỏ ông muốn Ukraine nhắm vào các căn cứ không quân và cơ sở hạ tầng quân sự bên trong nước Nga hơn là các cơ sở lọc dầu. Lập trường của Mỹ dường như trái ngược với các đồng minh của Washington ở châu Âu ngoại trưởng Pháp Stefan Kyrne cho rằng Ukraine đang hành động để tự vệ và coi Nga là bên gây hấn. Ngoại trưởng Anh David Cameron cũng bảo vệ quyền tấn công của Ukraine nhằm các mục tiêu năng lượng của Nga. Theo tờ The Hill của Mỹ, những người ủng hộ tổng thống Joe Biden và các cựu quan chức Mỹ đang bày tỏ sự thất vọng và bối rối trước các chiến lược về Ukraine của Nhà Trắng, đồng thời thấy sự chia rẽ ngày càng tăng trong chính quyền Mỹ về cách cân bằng chính trị với sự hậu thuẫn lâu dài cho Kiev. Nhà Trắng gần đây đã phản đối các đề xuất trao cho NATO và các đồng minh phương Tây vai trò lãnh đạo lớn hơn trong tương lai, đặc biệt liên quan đến việc hỗ trợ cho Ukraine, ngay cả khi viện trợ của Mỹ đã bị đình trệ trong nhiều tháng tại Quốc hội. Ivor Danler, cựu đại sứ mỹ tại nato và chủ tịch hội đồng chicago về các vấn đề toàn cầu cho biết có sự bất đồng trong chính quyền mỹ về vấn đề này những tuần tới có thể mang tính quyết định khi chủ tịch hạ viện mỹ mike johnson tuyên bố sẽ đưa ra gói viện trợ mới cho ukraine nhưng vẫn chưa rõ gói này sẽ mạnh mẽ đến mức nào hoặc liệu ông johnson có thể vượt qua sự phản đối từ nhiều người trong đảng của mình hay không nếu thất bại hoặc không đáp ứng được yêu cầu của đảng dân chủ tổng thống biden có thể phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng trong việc thành lập một liên minh lấy ít Mỹ làm trung tâm hơn để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột đang diễn ra với Nga. Cựu đại sứ Dander cùng với cựu trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề châu Âu và Á-Âu Karen Donfrey đã đưa ra một bài bình luận trên tạp chí ngoại giao Foreign Affairs đề xuất rằng NATO tiếp quản nhóm Remstein, nhóm liên lạc quốc phòng với Ukraine do Mỹ dẫn đầu để điều phối việc vận chuyển vũ khí cho Kiev, cùng với những ý tưởng khác mà NATO hiện đang thảo luận Trước hội nghị thượng đỉnh diễn ra vào tháng 7 năm nay của liên minh, ông Danaer nói có những thành phần trong chính quyền Mỹ phản đối mạnh mẽ điều này, chủ yếu là vì họ cho rằng họ điều phối tốt hơn NATO trong việc phối hợp. Về phần mình, bà Don Frey nêu rõ rằng mục đích trong đề xuất trên là giúp thực hiện chính sách hiện tại của chính quyền và thậm chí tăng cường hơn để đưa ra các hành động cụ thể trước sự không chắc chắn về các cam kết lâu dài của Mỹ. Bà Don Frey, người đã nghỉ hưu từ Bộ ngoại giao Mỹ vào tháng 3 năm 2023 cho biết. Nó đảm bảo tính liên tục tại thời điểm sắp diễn ra một cuộc bầu cử chính trị. Mọi thứ trong bài bình luận đều được chia sẻ với chính quyền. Tình thế đang trở nên khó khăn đối với Ukraine. Các quan chức quân sự Mỹ đã nói trước quốc hội rằng các lực lượng Ukraine đang phải tiết kiệm hỏa lực pháo binh trong trường hợp không có thêm sự hỗ trợ của Mỹ, khiến họ càng bị yếu thế nhiều hơn trước các lực lượng Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK cuối tuần trước cho biết các lực lượng Nga đã gây ra thiệt hại ngày càng gia tăng và lâu dài cho cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine trong mùa xuân này, và rằng quân đội Nga đã thành công, một phần là do Ukraine sắp hết tên lửa phòng không do Mỹ cung cấp. Điều này đáng báo động vì nó cho thấy rằng nếu Mỹ không nhanh chóng nối lại viện trợ quân sự, quân đội Nga có thể tiếp tục gây tổn thất lớn cho lực lượng và cơ sở hạ tầng của Ukraine, ngay cả với số lượng tên lửa hạn chế mà Nga có thể có trong những tháng tới. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng đang kêu gọi những nước ủng hộ tuân thủ các cam kết. Ông Zelensky nói, điều cực kỳ quan trọng là từng đối tác phải thực hiện lời hứa của mình về việc cung cấp vũ khí và đạn dược, cũng như các thỏa thuận với chúng tôi về hợp tác sản xuất. Trong suốt xung đột với Nga, Ukraine nhiều lần kêu gọi phương Tây hỗ trợ vũ khí và nhân lực, bao gồm việc thiết lập vùng cấm bay do NATO thực thi trên lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, những ý tưởng này chưa bao giờ thành hiện thực vì phương Tây lo ngại động thái này sẽ kéo họ vào một cuộc giao tranh tổng lực với Nga. Moscow nhiều lần cảnh báo Nga coi tất cả sự hỗ trợ dành cho Ukraine là tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Cuối tuần trước, Mỹ và các đồng minh đã giúp Israel đánh chặn phần lớn trong số hơn 300 tên lửa và máy bay không người lái mà Iran nhằm vào Israel. Động thái này đã làm dấy lên câu hỏi liệu Mỹ và các đồng minh phương Tây có để ngỏ khả năng hành động tương tự để giúp Ukraine vô hiệu hóa các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga hay không. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, Tổng thống Joe Biden đã nêu rõ quan điểm rằng Mỹ sẽ không tham chiến ở Ukraine. Ông Kirby cũng nêu lý do cho việc Mỹ loại trừ khả năng giúp Ukraine bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Xung đột khác nhau, không phận khác nhau, mối đe dọa khác nhau. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây đã kêu gọi phương Tây bảo vệ Kiev như cách mà họ đã bảo vệ Israel trong vụ tấn công của Iran. Ông Zelensky cho hay Điều này chứng tỏ hiệu quả của tinh thần đoàn kết trong việc chống lại khủng bố. Israel, Mỹ, Anh, Pháp, Jordani đã hành động cùng nhau và đạt hiệu quả tối đa. Tổng thống Ukraine cũng kêu gọi tập thể các nước phương Tây hỗ trợ và bảo vệ nước này khỏi những cuộc tấn công tầm xa của Nga. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Anh David Cameron cho biết, không quân Hoàng gia Anh không thể bảo vệ không phận Ukraine theo cách đó, bởi một điều cần tránh là quân đội NATO giao tranh trực tiếp với quân đội Nga. Ông Cameron nói, Ukraine nên được cung cấp sự hỗ trợ về tài chính và vũ khí. Nhưng việc đặt các lực lượng của NATO trong cuộc xung đột trực tiếp với Nga, tôi nghĩ là một sự gia tăng nguy hiểm. Khi được hỏi tại sao phương Tây không thể cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ trực tiếp hơn để bắn hạ các UAV, ông Cameron đã trả lời rằng, những gì Ukraine cần lúc này không phải là chiến đấu cơ phương Tây trên bầu trời của họ. Điều họ mong muốn và chúng ta cần cung cấp cho họ là các hệ thống phòng không. Chúng là những vũ khí có hiệu quả hơn. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đã tiết lộ đề xuất mới nhất về viện trợ cho các đồng minh của Mỹ, bao gồm Israel và Ukraine, để đề phòng sự nổi loạn của cánh hữu có thể đe dọa vị trí lãnh đạo của mình. Ông Johnson đã công bố một kế hoạch phức tạp nhằm chia nhỏ dự luật về gói viện trợ bổ sung thành 4 dự luật riêng biệt, tách viện trợ cho Israel và viện trợ cho Ukraine, đồng thời giải quyết các yêu cầu chính sách đối ngoại khác của Đảng Cộng Hòa. Ông Johnson nói với các phóng viên sau cuộc gặp với các thành viên Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện, chúng tôi sẽ không bỏ phiếu về gói viện trợ bổ sung tại Thượng viện theo hình thức hiện tại. Chúng tôi sẽ bỏ phiếu riêng biệt cho bốn phần khác nhau. Chúng tôi sẽ để Hạ viện thực hiện theo ý muốn của mình. Ông Johnson cho biết, các nhà lập pháp sẽ có 72 giờ để nghiên cứu văn bản trước khi bỏ phiếu và cho phép sửa đổi. Nếu các văn bản này được Ủy ban Nội quy Hạ viện thông qua, cuộc bỏ phiếu có thể diễn ra ngay trong ngày 19 tháng 4. Thượng viện Mỹ hồi tháng 2 đã thông qua dự luật chi tiêu 95 tỷ đô la Mỹ, bao gồm viện trợ cho Israel, Ukraine, đồng minh của mỹ ở ấn độ thái bình dương và các khoản chi khác ông johnson chưa đưa dự luật ra bỏ phiếu bất chấp lời kêu gọi từ nhà trắng và các thượng nghị sĩ lưỡng đảng bởi phe cộng hòa chiếm đa số ở hạ viện yêu cầu bổ sung điều khoản liên quan an ninh biên giới mỹ ông johnson nói với báo giới thế giới đang dõi theo cách chúng tôi xử lý họ muốn xem liệu mỹ có hành động vì đồng minh và lợi ích của mình trên toàn cầu hay không và chúng tôi sẽ hành động nhà trắng trước đó tuyên bố không ủng hộ một dự luật chỉ viện trợ cho israel theo thư kỳ báo chí nhà trắng karin Pierre, chúng tôi không chấp nhận tách rời một dự luật riêng rẽ sẽ không giúp ích cho israel hay ukraina được biết đảng dân chủ tại hạ viện có thể sẵn sàng giúp ông johnson thông qua các gói viện trợ riêng việt và thậm chí có thể đồng ý với một số biện pháp bổ sung đang được đảng cộng hòa thảo luận chẳng hạn như cung cấp một số khoản hỗ trợ kinh tế cho ukraina dưới dạng cho vay nhưng ông johnson sẽ mất đi sự ủng hộ của đảng dân chủ nếu quá xa đà vào các ưu tiên chỉ dành cho đảng cộng hòa bất kỳ sự thay đổi nào đối với gói này cũng có nguy cơ dẫn đến thất bại tại Thượng viện. Ukraine vừa thông qua luật huy động quân với nhiều thay đổi. Theo nội dung trên website Quốc hội Ukraine, luật huy động quân mới này sẽ có hiệu lực sau một tháng kể từ ngày chính thức công bố. Luật mới yêu cầu nam giới phải cập nhật dữ liệu với chính quyền, tăng cường các khoản chi cho người tình nguyện, đồng thời thêm mức phạt với những hành vi trốn quân dịch. Trước đó, sau hơn 3 tháng thảo luận, Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu tán thành dự luật mới cho phép chính phủ có nhiều quyền lực hơn trong việc huy động xã hội tham gia vào chiến tranh cũng như việc trừng phạt đối tượng trốn quân dịch. Việc Tổng thống Ukraine ký luật huy động mới diễn ra khi cuộc xung đột giữa nước này với Nga kéo dài sang năm thứ ba. Ukraine được hiểu đang gặp nhiều khó khăn trước Nga từ vũ khí cho tới số lượng binh sĩ. Trước đó, Ukraine đã giảm độ tuổi tham gia chiến đấu từ 27 xuống 25 người Ukraine sống ở nước ngoài cũng phải cập nhật số điện thoại và địa chỉ. Bên cạnh việc ký luật huy động quân nói trên, ông Zelensky cũng thừa nhận việc thiếu tên lửa phòng không đang khiến Ukraine gặp khó khăn trong việc ngăn chặn các cuộc không kích của Nga. Trong suốt thời gian qua, Kiev đã nỗ lực vận động phương Tây gửi thêm vũ khí, các gói viện trợ cũng như tên lửa tầm xa. Ukraine cho rằng việc thiếu tên lửa đang khiến họ không thể ngăn các đợt tấn công của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng, đặc biệt hệ thống năng lượng. Trong khi đó, đề cập đến việc các đồng minh phương Tây hỗ trợ đắc lực Israel đối phó với loạt tên lửa và máy bay không người lái mà Iran phóng trong cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel khiến Ukraine cảm thấy khó chịu. Quân đội Mỹ, Anh, Pháp và các nước khác trực tiếp giúp Israel bắn rơi 99% trong tổng số hơn 300 máy bay không người lái và tên lửa của Iran. Các quan chức Ukraine cho biết nước này hứng số lượng vũ khí trên không tương tự hàng tuần trong đó có nhiều máy bay không người lái do Iran thiết kế và do Nga sản xuất. Ông Zelensky nói các thành viên NATO và đối tác đang bảo vệ Israel dù nước này không phải thành viên của liên minh. Theo ông, điều này chứng minh cho Iran rằng Israel không đơn độc. Ông cho biết khi ai đó nói rằng các đồng minh không thể cung cấp cho Ukraine loại vũ khí nhất định hay họ không thể tới đây, với lý do điều này bị coi là chúng tôi lôi kéo NATO vào xung đột, tôi muốn hỏi rằng Israel có phải là thành viên NATO hay không? Ukraine đang đối mặt với tình trạng khan hiếm vật tư quân sự, trong đó có đạn pháo và đạn tên lửa phòng không giữa lúc viện trợ từ phương Tây chậm lại. Ông Zelensky từng cảnh báo Ukraine có thể cạn tên lửa phòng không nếu Nga tiếp tục tập kích và đang đối mặt lựa chọn khó khăn là bảo vệ nơi nào, bỏ chỗ nào. Theo các quan chức Ukraine, Nga gần đây không tấn công diện rộng nhằm vào hạ tầng năng lượng nước này như mùa đông 2022-2023. Tuy nhiên, các trận tập kích gây thiệt hại nặng nề hơn và dẫn tới tổn hại không thể khắc phục khi tên lửa Nga chỉ nhằm vào các nhà máy điện để phá hủy chúng hoàn toàn. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã có cuộc đối thoại trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đồng Quân. Đây là lần liên lạc đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng hai nước sau hơn hai năm và là lần đầu tiên kể từ khi ông Đồng được bổ nhiệm vào tháng 12 năm 2023. Cuộc tiếp xúc diễn ra sau một thời gian căng thẳng kéo dài, thái độ lạnh nhạt về ngoại giao, giọng điệu khoa trương và suýt xảy ra xung đột ở Biển Đông giữa quân đội hai nước. Lầu Năm Góc cho biết ông Đồng Quân và ông Austin đã thảo luận về quan hệ quốc phòng cũng như các vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu giữa Mỹ và Trung Quốc trong cuộc gọi video của họ. Bộ trưởng Austin nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng quyền tự do hàng hải trên biển được đảm bảo theo luật pháp quốc tế, đặc biệt là khu vực Biển Đông. Hai bên cũng thảo luận về cuộc xung đột của Nga chống lại Ukraine, những hành động gần đây của Triều Tiên, quan hệ quốc phòng Mỹ-Trung và các vấn đề an ninh toàn cầu. Bộ trưởng Austin nhắc lại rằng Mỹ vẫn cam kết thực hiện chính sách lâu dài một Trung Quốc của chúng tôi được hướng dẫn bởi đạo luật quan hệ Đài Loan, đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của hòa bình và ổn định trên eo biển. Việc nối lại liên lạc giữa quân đội hai bên là sự kiện mới nhất trong một loạt các mối quan hệ được cải thiện giữa Mỹ và Trung Quốc kể từ hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 11 năm 2023 ở California, nước Mỹ. Người phát ngôn Lầu Năm Góc nhấn mạnh tầm quan trọng của đường dây liên lạc cởi mở giữa quân đội hai nước và tái khẳng định quyết định tại hội nghị thượng đỉnh năm ngoái rằng cả hai bên sẽ nối lại các cuộc điện đàm giữa các chỉ huy tiền tuyến lầu năm góc cho hay, bộ trưởng Austin cũng nhắc lại rằng Mỹ sẽ tiếp tục bay, đi thuyền cũng như hoạt động an toàn và có trách nhiệm ở bất cứ nơi nào luật pháp quốc tế cho phép. Ông cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng quyền tự do hàng hải trên biển được đảm bảo theo luật pháp quốc tế, đặc biệt là ở biển Đông. Cuộc liên lạc diễn ra sau chuyến thăm gần đây tới Bắc Kinh của bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Gina Raimondo và bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Janet Yellen cuộc gọi hôm 15 tháng 4 là bước đi mới nhất trong mối quan hệ ấm lên giữa Lầu Năm Góc và quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc sau cuộc tiếp xúc ở cấp thấp hơn. Tuy nhiên, lần tương tác chính thức cuối cùng giữa các quan chức quốc phòng cấp cao hai nước là vào tháng 11 năm 2022 khi ông Austin gặp bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc lúc đó là Ngụy Phụng Hòa ở Campuchia. Tháng 6 năm 2023, ông Austin đã có cuộc nói chuyện ngắn với cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Lý Thượng Phúc tại đối thoại Shangri-La ở Singapore, song không tổ chức cuộc gặp chính thức. Các nhà phân tích Mỹ cho rằng các phi công Trung Quốc đã giảm bớt hành vi không an toàn khi tiếp cận máy bay Mỹ và đồng minh trong những tháng gần đây. Saurabh Gupta, thành viên cấp cao tại Viện Nghiên cứu Mỹ-Trung ở Washington cho biết các cuộc chạm trán không an toàn đã giảm bớt và tôi hoàn toàn mong đợi một cuộc gặp trực tiếp giữa hai nguyên thủ bên lời đối thoại Shangri-La vào cuối mùa hè này. Ông Gupta nói thêm, trong một năm có nhiều cuộc bút chiến bầu cử, tôi cho rằng phía Trung Quốc muốn giữ các kênh liên lạc cởi mở và cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục. Phiên tòa xét xử hình sự cựu Tổng thống Donald Trump sau loạt chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ đã bắt đầu vào ngày 15 tháng 4 với việc lựa chọn bồi thẩm đoàn tại phiên xử lần này, ông Trump bị cáo buộc làm giả gần 30 hồ sơ kinh doanh nhằm che đậy khoản thanh toán bịt miệng cho nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels. Ông Trump phải đối mặt với 34 tội danh nghiêm trọng và có thể phải đối mặt với án quản chế hoặc án tù lên tới 4 năm. Về phần mình, cựu Tổng thống Trump luôn phủ nhận các cáo buộc và tuyên bố mình vô tội, gọi các cáo buộc mang động cơ chính trị. Phiên tòa dự kiến diễn ra với sự tham gia của một loạt nhân chứng, bao gồm luật sư cũ của ông Trump là Michael Cohen, Người đã thực hiện các khoản thanh toán, Karen McDougal, một người mẫu Playboy nói rằng có quan hệ tình cảm với ông Trump và Hope Hicks, cựu trợ lý của ông Trump. Trước đây, ông Cohen từng thừa nhận đã trả tiền để mua sự im lặng của nữ diễn viên Daniels trước cuộc bầu cử năm 2016, thời điểm ông Trump đánh bại ứng cử viên Đảng Dân chủ Hillary Clinton. Vào ngày đầu tiên của phiên tòa hình sự đầu tiên, các công tố viên đã yêu cầu thẩm phán Juan Merchan phạt ông Trump 3.000 đô la Mỹ vì những bài đăng trên mạng xã hội tấn công các nhân chứng. Trong khi đó, đội ngũ luật sư của ông Trump lập luận rằng cựu Tổng thống chỉ là đang đáp trả những cuộc tấn công vô lý, lặp đi lặp lại của những nhân chứng này. Thẩm phán Merchant cho biết ông sẽ nghe thêm các lập luận về yêu cầu truy tố vào ngày 24 tháng 4. Tại phiên tòa, thẩm phán Merchant đưa ra hướng dẫn về lịch trình xét xử. Ông cũng từ chối yêu cầu vắng mặt của ông Trump để tham dự phiên tòa của Tòa án Tối cao Mỹ tại Washington vào tuần tới xem xét liệu ông có bị xét xử về các cáo buộc hình sự can thiệp bầu cử hay không. Cựu Tổng thống Trump nói về quyết định của thẩm phán Merchan không cho phép ông vắng mặt vào tuần tới khi rời phòng xử án rằng chúng tôi thực sự có vấn đề với vị thẩm phán này. Việc lựa chọn bồi thẩm đoàn cũng đã được khởi động trong ngày 15 tháng 4 với 96 ứng viên được triệu tập để trở thành thành viên bồi thẩm đoàn. Ít nhất 50 ứng viên đã bị loại sau khi nói rằng họ không thể vô tư khi đánh giá ông Trump. Một số người khác được miễn vì những lý do khác. Việc lựa chọn bồi thẩm đoàn sẽ tiếp tục vào 9 giờ 30 phút sáng ngày 16 tháng 4 theo giờ Mỹ và kéo dài cho đến khi nào lựa chọn được 12 thành viên chính thức và 6 người dự bị. Trong khi một số bồi thẩm viên tiềm năng đã vượt qua cuộc sàng lọc ban đầu, họ cũng sẽ bị các luật sư bảo chữa và công tố thẩm vấn trước khi được chọn vào bồi thẩm đoàn. Các bồi thẩm viên trong phiên tòa sẽ lắng nghe lời khai và quyết định xem ông Trump có phạm tội nào trong số 34 tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh hay không, quyết định kết tội hay tuyên trắng án phải được bồi thẩm đoàn thống nhất. Nếu bồi thẩm đoàn có lý do nghi ngờ việc ông Trump có tội, họ có thể tuyên trắng án. Nếu họ kết tội ông, thẩm phán sẽ là người quyết định bản án chứ không phải bồi thẩm đoàn. Thẩm phán có thể quyết định ông Trump có đi tù hay không trong trường hợp ông chính thức bị kết tội. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16 tháng 4 đã điện đàm với người đồng cấp Iran, Ebrahim Raisi. Hãng tin TASS dẫn thông báo của Kremlin về cuộc điện đàm như sau. Tổng thống Putin bày tỏ hy vọng tất cả các bên sẽ thể hiện sự kiềm chế hợp lý và ngăn chặn một vòng đối đầu mới có thể xảy ra hậu quả thảm khốc cho toàn khu vực. Theo Kremlin, nhà lãnh đạo Iran cho biết, phản ứng của nước này là hạn chế và ông đảm bảo với Tổng thống Putin rằng Tehran không tìm cách gia tăng căng thẳng hơn nữa. Moscow và Tehran là đồng minh chính trị và quân sự. Nga cho biết cuộc điện đàm vừa qua được thực hiện theo đề nghị của Iran. Trong khi đó, theo Reuters, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen vừa cảnh báo nước này có ý định áp đặt trừng phạt mới với Iran trong những ngày tới vì cuộc tấn công chưa từng có vào Israel và các biện pháp này có thể làm giảm khả năng xuất khẩu dầu của Iran. Phát biểu tại cuộc họp báo bên lề cuộc họp mùa xuân của Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới tại Washington, bà Yellen cho biết: "Liên quan đến các biện pháp trừng phạt, tôi cho rằng chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp trừng phạt bổ sung chống lại Iran trong những ngày tới." Bà Yellen nói thêm Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ trước đó đã có hành động nhằm ngăn chặn hành vi gây bất ổn của Iran bằng cách giảm khả năng xuất khẩu dầu của nước này. Rõ ràng, Iran đang tiếp tục xuất khẩu một ít dầu. Chúng tôi có thể làm nhiều hơn nữa. Trong một bài đăng trên X, trước đây là Twitter, Ngoại trưởng Israel, Israel Kass, viết rằng ông đã gửi thư tới 32 quốc gia và đã nói chuyện với hàng chục bộ trưởng ngoại giao và các nhân vật hàng đầu trên thế giới, kêu gọi áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với chương trình tên lửa của Iran và IRGC phải bị xem là tổ chức cực đoan. Ngoại trưởng Israel lập luận rằng điều này sẽ giúp kiềm chế và làm suy yếu Iran, đồng thời nhấn mạnh rằng cần phải chặn đứng Tehran từ ngay bây giờ trước khi quá muộn. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Le Monde của Pháp vừa qua, ông Borrell nói rằng mặc dù đã có một số cuộc thảo luận về việc đưa IRGC vào danh sách các tổ chức cực đoan, nhưng đây không phải là một kịch bản thực tế vào thời điểm hiện tại. Ông Borrell giải thích, đối với việc đưa IRGC vào danh sách như vậy, cơ quan tư pháp ở một quốc gia thành viên phải xem xét rằng tổ chức này đã thực hiện một hành động cực đoan và điều mà hiện tại dường như không có căn cứ nào để chứng minh. Theo hãng thông tấn TASS, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã có cuộc gọi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin trong ngày 17 tháng 4 để thảo luận về tình hình đang ngày một xấu đi ở Trung Đông. Đây là bình luận công khai đầu tiên của ông Putin sau cuộc tấn công của Iran cách đấy ít hôm. Cơ quan báo chí của Điện Kremlin đã cung cấp nội dung cuộc trao đổi giữa hai nhà lãnh đạo. Trong cuộc điện đàm, ông Raisi đã nhấn mạnh rằng phản ứng của Tehran đối với Tel Aviv phù hợp với luật pháp quốc tế, đồng thời cảm ơn Moscow vì đã có lập trường mang tính xây dựng trước hành động gây hấn của Israel nhằm vào lãnh sự quán Iran tại Damas hồi đầu tháng 4. Bên cạnh đó, ông Raisi đánh giá cao các nỗ lực ngoại giao của chính phủ Nga nhằm ngăn chặn cái mà Iran gọi là âm mưu do Mỹ và một số nước phương Tây trong Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vạch ra. Về phần mình, Tổng thống Nga lên án hành động gây hấn của Israel nhằm vào lãnh sự quán Iran. Ông đánh giá rằng hành động này đã đi ngược lại mọi tiêu chuẩn và quy tắc quốc tế. Hãng thông tấn May news của Iran trích lời ông Putin nói trong cuộc điện đàm song phương những gì Iran đã tiến hành là cách tốt nhất để trừng phạt phía gây hấn và thể hiện sự khéo léo, hợp lẽ phải trong hành động của các chính trị gia Iran. Nhà lãnh đạo Nga đồng thời chỉ trích mạnh mẽ hành động của Mỹ và một số nước phương Tây trong việc khuấy động căng thẳng khu vực. Ông Putin nói: "Chúng tôi tin rằng Iran là một trong những trụ cột chính phục vụ sự ổn định và an ninh khu vực." Đáng lưu ý, theo hãng tin Reuters cũng trong cuộc điện đàm, ông Raisi đã nói với ông Putin rằng cuộc tấn công của Iran vào Israel đêm 13 tháng 4 có quy mô hạn chế và Tehran không muốn leo thang thêm tình hình. Hồi đáp lại điều này, ông Putin bày tỏ hy vọng rằng tất cả các bên liên quan sẽ cho thấy sự kiềm chế hợp lý để từ đó ngăn nguy cơ một cuộc đối đầu bùng nổ gây hậu quả thảm khốc cho toàn khu vực. Theo đài RT, cả hai vị lãnh đạo cho rằng nguyên nhân sâu xa dẫn đến tình hình căng thẳng tại Trung Đông là do những bất hòa giữa người Palestine và người Do Thái chưa được giải quyết. Ông Putin và ông Raisi kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza cũng như thúc đẩy viện trợ nhân đạo và tạo điều kiện cho một cuộc đàm phán hòa bình. Theo RT phía Israel mới đây tuyên bố sẽ có phản ứng rõ ràng và dứt khoát để đáp trả cuộc tấn công của Iran cũng như để bảo vệ đất nước khỏi các mối hiểm họa từ bên ngoài. Trong khi đó, hôm 16 tháng 4, chỉ huy lực lượng mặt đất của quân đội Iran, chuẩn tướng Kiyomaz Haydari, cho biết cuộc tấn công của Iran vào Israel đã giúp Iran phần nào đánh giá được khả năng phòng vệ của Israel, cũng như thể hiện được sức mạnh và vị thế của mình ở Trung Đông. Trong bối cảnh Israel dự kiến giáng đòn trả đũa vào Iran, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Andrei Rudenko cho biết Đại sứ quán Nga tại Tehran đã tính đến mọi rủi ro an ninh liên quan tới khả năng Israel tấn công Iran để trả đũa. Tuy nhiên, đòn giáng đầu tiên nhằm vào Tehran chưa chắc đến từ Israel. Theo hãng tin AP, khi trả lời phóng viên, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt mới nhằm chống lại Iran sau cuộc tấn công vào lãnh thổ Israel đêm 13 tháng 4. Trong khi đó, các nhà lãnh đạo EU với 27 quốc gia thành viên sẽ có mặt tại Bruxelles trong hai ngày 17-18 tháng 4 để tham dự hội đồng châu Âu đặc biệt. Theo tờ Politico, sở dĩ gọi là hội đồng đặc biệt vì các nhà lãnh đạo EU lần này sẽ bàn về cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel và vấn đề Trung Đông bên cạnh các diễn biến mới tại Ukraine và mối quan hệ EU-Thổ Nhĩ Kỳ. Theo hãng tin AFP, ngày 16 tháng 4, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA cho biết Iran đã đóng cửa tạm thời toàn bộ các cơ sở hạt nhân của mình ngay sau khi triển khai cuộc tấn công dữ dội vào lãnh thổ Israel hôm 14 tháng 4. Trả lời báo chí bên thềm phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Tổng Giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết chúng tôi luôn luôn lo ngại khả năng cơ sở hạt nhân của Iran bị Israel tấn công trả đũa. Trước đó, báo Ả Rập Elas News dẫn lời một quan chức an ninh giấu tên của phương Tây cho biết Israel đang huấn luyện phi công của họ tập kích các vị trí nhạy cảm ở Iran, trong đó có cả mục tiêu liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này. Chương trình và cơ sở hạt nhân của Iran vốn là mục tiêu chính cho các hoạt động đặc biệt của Israel và Mỹ trong những thập kỷ gần đây. Và môi trường an ninh ngày càng suy thoái có thể một lần nữa khiến khả năng hạt nhân của Tehran rơi vào tầm ngắm. IAEA thường xuyên kiểm tra các cơ sở hạt nhân chính của Iran như nhà máy làm dầu uranium tại thành phố Natanz. Iran nói chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn vì mục đích hòa bình, trong khi phương Tây cáo buộc Tehran đang tìm cách chế tạo bom hạt nhân. Bên cạnh đó, nhiều quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, kêu gọi các bên kiềm chế để tránh căng thẳng trong khu vực. Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đã đề nghị Israel không đáp trả bằng biện pháp quân sự bởi việc họ đánh chặn được đòn tập kích của Iran đã là một chiến thắng. Mặt khác, hiện nay giữa lúc thế giới đang chờ phản ứng của Israel sau vụ tấn công của Iran, Tehran dọa sẽ còn đáp trả mạnh hơn. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian nói rằng nước này không muốn căng thẳng gia tăng nhưng sẽ đáp trả ngay lập tức và mạnh mẽ hơn trước nếu Israel trả đũa. Chính quyền Iran cũng khẳng định vụ tấn công Israel là hành động đầu tiên trong chiến lược cứng rắn mới của Tehran, đồng thời cảnh báo Israel sẽ đối mặt với phản ứng trực tiếp và trừng phạt nếu tiếp tục tấn công trong tương lai. Phó tránh văn phòng của Tổng thống Iran Mohammad Jamshidi viết trên mạng xã hội X, chiến dịch thắng lợi của Iran có nghĩa là kỷ nguyên kiên nhẫn chiến lược đã kết thúc. Bây giờ phương trình đã thay đổi. Việc chính quyền Israel nhắm mục tiêu vào nhân sự và tài sản của Iran sẽ gặp phải phản ứng trực tiếp và trừng phạt. trong khi đó, tổng thống Ebrahim Raisi cũng khẳng định chiến dịch này đã mở ra một trang mới và dạy cho Israel một bài học. Theo Jerusalem Post, lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 16 tháng 4 thông báo hai chiếc UAV bay từ Liban phát nổ gần một thị trấn miền bắc nước này. đồng thời cho biết đang điều tra lý do còi báo động không kích hoạt. ngay sau đó, lực lượng vũ trang Hezbollah tại Liban đã nhận trách nhiệm tuyên bố mở đợt tập kích bằng UAV với hai giai đoạn nhằm vào bệ phóng của tổ hợp phòng không Iron Dome và kíp vận hành. Lực lượng IDF thông báo cùng đồng minh và đối tác hạ 99% mục tiêu. Tuy nhiên, một số tên lửa Iran vượt qua được lưới phòng không và đánh trúng lãnh thổ Israel, trong đó có căn cứ không quân Nevatim là nơi bố trí tiêm kích tàng hình F-35I. Trước đó, nhóm vũ trang Hezbollah đã thông báo phóng hàng chục quả đạn pháo phản lực, rocket, nhằm vào hàng loạt trận địa pháo của đối phương khẳng định đây là động thái trả đũa những vụ không kích của Israel nhằm vào các ngôi làng và nhà dân ở miền nam Liban. Bộ Quốc phòng Israel sau đó thông báo lực lượng phòng không phát hiện 40 quả rocket bay qua biên giới và đánh chặn một số trong đó, cùng hai máy bay không người lái UAV mang chất nổ. Cơ quan này cho hay không có trường hợp thương vong nào được ghi nhận. Trong khi đó, suốt cuộc xung đột, rất nhiều quả đạn của Hamas đã vượt qua hệ thống Iron Dome và lao vào các mục tiêu ở nhiều đô thị, trong đó có thành phố Tel Aviv đây không phải lần đầu tiên Iron Dome bị xuyên thủng trước đòn tập kích bằng rocket của Hamas, dù nó được phát triển để chuyên đối phó phá phản lực và đạn cối bắn từ giải Gaza nhằm vào đất Israel. Hệ thống Iron Dome được IDF triển khai từ năm 2011 là thành phần trung tâm trong lưới phòng thủ đa tầng của Israel. Iron Dome có nhiệm vụ quan trọng nhất trong lưới phòng thủ Israel khi đối đầu với các nhóm dân quân phi nhà nước như Hamas và Hezbollah, vốn nổi bật với những vụ phóng đạn không dẫn đường có tầm bắn ngắn và tốc độ thấp. Jerusalem Post cho rằng hệ thống đánh chặn này từng đánh chặn hiệu quả với những đoàn tấn kích lớn trong quá khứ. Nhưng khi đối đầu với những vũ khí mới của Hamas, đặc biệt là từ Iran, hiệu quả thực sự của Iron Dome vẫn còn là dấu hỏi lớn. Ngoại trưởng Israel, ông Israel Katz, khẳng định vừa gửi thư cho 32 quốc gia, trò chuyện với người đồng cấp tại một số nước, yêu cầu các nước này tăng cường các biện pháp trừng phạt chương trình tên lửa của Iran. Theo hãng tin Reuters, ngày 16 tháng 4, Ngoại trưởng Israel, Israel Katz, tuyên bố trên mạng xã hội Bên cạnh phản hồi quân sự trước việc Tehran khai hỏa tên lửa và máy bay không người lái drone, tôi còn đang chỉ đạo một cuộc tấn công ngoại giao chống lại Iran. Trong những cuộc trao đổi, Ngoại trưởng Israel kêu gọi các nước trên ban hành lệnh trừng phạt đối với chương trình tên lửa của Iran, tất cả nhằm cản bước và gây suy yếu Iran. Ông Kass tuyên bố, chúng ta phải ngăn chặn Iran ngay bây giờ, trước khi mọi việc trở nên quá muộn màng. Theo hãng tin bán chính thức ISNA của Iran, Nước này có 9 tên lửa có thể chạm tới Israel. Trong đó có tên lửa Zein có khả năng bay với tốc độ hơn 17.000 km/h và bay xa 2.500 km. Tên lửa Kh-3 ba bay xa 2.000 km. Tên lửa Hakam có thể bay được quãng đường 1.400 km. Tên lửa Hakam được đặt theo tên chỉ huy lực lượng Quds Kasim Soleimani, người đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng UAV của Mỹ tại Iraq cách đây 4 năm. Iran một trong những nước sản xuất UAV lớn cho biết, đã chế tạo một máy bay không người lái tự chế tiên tiến với tên gọi Mohajer 10. UAV này có thể bay xa tới 2.000 km và có khả năng bay 24 giờ với tải trọng lên tới 300 kg. Iran cho biết, tên lửa đạn đạo của nước này là lực lượng dân đe và trả đũa quan trọng chống lại Mỹ, Israel và các mục tiêu tiềm năng khác trong vùng. Iran luôn phủ nhận việc muốn sở hữu vũ khí hạt nhân. Theo hãng tin IRNA, vào tháng 6 năm ngoái, Iran đưa ra thứ mà các quan chức nước này gọi là tên lửa đạn đạo siêu vật âm đầu tiên được sản xuất trong nước. Tên lửa đạn đạo siêu vật âm có thể bay nhanh hơn tốc độ âm thanh ít nhất 5 lần và có quỹ đạo phức tạp khiến chúng khó bị đánh chặn. Bất chấp sự phản đối của Mỹ và châu Âu, Iran tuyên bố sẽ tiếp tục phát triển chương trình tên lửa phòng thủ của mình. Iran cũng có các tên lửa hành trình như KH-55 có khả năng mang đầu đạn hạt nhân, phóng được từ trên không với tầm bắn lên tới 3.000 km, và tên lửa chống hạm tiên tiến Khalid Fars với tầm bắn khoảng 300 km và có khả năng mang đầu đạn nặng 1.000 kg. NBC News ngày 16 tháng 4 dẫn lời bốn quan chức Mỹ cho biết họ đưa ra nhận định dựa trên các cuộc thảo luận giữa Washington và Tel Aviv trước khi Iran tập kích lãnh thổ Israel. Theo nhận định của giới chức Mỹ, Israel sẽ nhắm vào lực lượng ủy nhiệm, binh sĩ Iran ở nước ngoài để đáp trả vụ tập kích thay vì tấn công trực tiếp. Cuộc tấn công được Tehran tiến hành nhằm trả đũa vụ việc hồi đầu tháng 4. Iran trong tuần trước đã nhiều lần tuyên bố sẽ tiến hành đòn tấn công đáp trả. Trong các cuộc thảo luận, phía Israel đã thông báo cho Mỹ các kịch bản đáp trả của họ trong trường hợp Tehran tấn công, từ không có động thái quân sự nào cho tới tập kích thẳng vào lãnh thổ Iran. Do cuộc tập kích của Iran vừa qua không khiến công dân Israel thiệt mạng hay gây ra thiệt hại lớn về cơ sở hạ tầng, các quan chức Mỹ nhận định Israel nhiều khả năng sẽ chọn phương án đáp trả mềm mỏng hơn là nhằm vào các mục tiêu bên ngoài lãnh thổ Iran gồm lực lượng ủy nhiệm của tehran hay binh sĩ iran đồn trú ở nước ngoài một trong các phương án như vậy là tập kích mục tiêu liên quan iran trên lãnh thổ syria tuy nhiên ba quan chức mỹ cho rằng israel sẽ không nhắm mục tiêu các chỉ huy cấp cao iran mà sẽ tấn công các kho vũ khí hoặc cơ sở lưu trữ tên lửa vũ khí và linh kiện quân sự mà tehran chuyển giao cho nhóm vũ trang hezbollah đang hoạt động tại syria theo các quan chức này washington không có ý định tham gia chiến dịch trả đũa quân sự của tel aviv song kỳ vọng israel sẽ báo trước cho mỹ kế hoạch hành động đặc biệt nếu điều đó có thể gây hậu quả tiêu cực cho lợi ích của mỹ ở trung đông sau đòn tập kích của iran nội các chiến tranh của israel đã họp hai lần nhưng chưa đưa ra quyết định về thời gian và cách thức đáp trả dù các thành viên đều nhất trí cần phải trả đũa đối phương các quan chức mỹ nhấn mạnh washington chưa được thông báo về quyết định cuối cùng của tel aviv và liệu israel có thay đổi kịch bản đáp trả sau vụ tấn công của iran hay không họ cũng chưa rõ khi nào israel sẽ hành động kể từ khi xung đột ở Gaza bắt đầu vào tháng 10 năm 2023. Các cuộc đụng độ đã nổ ra giữa Israel và các nhóm được cho là có liên kết với Iran ở Liban, Syria, Yemen và Iraq. Ông Joseph Borrell, người đứng đầu bộ phận đối ngoại của Liên minh châu Âu, bình luận về tình hình với đài phát thanh Tây Ban Nha, Onda Zero, chúng ta đang ở rìa vách đá và phải đạp phanh lại. Theo truyền thông Trung Quốc, trong cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Trung Quốc và Iran, Trung Quốc cho biết họ tin Iran có thể xử lý tốt tình hình và tránh cho khu vực thêm bất ổn. Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, việc gia tăng căng thẳng hơn nữa không có lợi cho bên nào. Lực lượng phòng vệ Israel IDF ngày 16 tháng 4 thông báo Hạ Ismail Joseph Bas, chỉ huy vùng duyên hải của Hezbollah trong trận không kích ở Ain Ban, miền nam Liban. IDF công bố video cho thấy đòn đánh nhằm vào một phương tiện đang di chuyển. Ismail được đánh giá là thành viên kỳ cựu trong cánh quân sự của Hezbollah đang giữ chức vụ tương đương lữ đoàn trưởng. Theo IDF, ông Ismail tham gia đề xuất và lên kế hoạch tập kích bằng rocket, tên lửa chống tăng từ vùng duyên hải Liban vào Israel. IDF sau đó cho biết mở đợt không kích hạ hai thành viên Hezbollah là Mohammed Sehori, chỉ huy đơn vị rocket và tên lửa thuộc lực lượng đặc nhiệm Radwan và Mahmoud Ibrahim Faden Ala. Hezbollah xác nhận Ismail Joseph Bas thiệt mạng nhưng không công bố chức vụ của ông. Nhóm sau đó phóng rocket trả đũa nhằm vào một số căn cứ quân sự của Israel. Hãng thông tấn NNA của Liên bang đưa tin Israel tập kích một ô tô ở Ayinban cách biên giới hai nước khoảng 15 km, khiến một người thiệt mạng và một vụ tấn công khác nhằm vào hai ô tô ở vùng Sehabia, chưa rõ thường vòng liên quan. Trước đó, một nguồn tin trong lực lượng Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Liên bang vừa qua cho biết Israel đã tấn công một trong những tòa nhà của lực lượng này ở miền đông Liên bang gần biên giới Syria vào thời điểm căng thẳng gia tăng sau khi Iran trực tiếp tấn công Israel. Nguồn tin cho hay cuộc tấn công của Israel nhắm vào khu vực gần Banbek và tòa nhà hai tầng của Hezbollah, tuy nhiên không có thương vong. Trong khi đó, hãng thông tấn quốc gia Liban đưa tin cuộc không kích của đối phương nhằm vào tòa nhà ở làng Nabiset và đã phá hủy công trình này. Cũng liên quan đến căng thẳng ở khu vực này, vừa qua, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức phiên họp khẩn về tình hình Trung Đông, trọng tâm là vụ Iran tấn công trả đũa Israel. Phát biểu khai mạc phiên thảo luận, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho rằng Trung Đông đang ở bên bờ vực nguy hiểm. Người dân trong khu vực đang phải đối mặt với nguy cơ xung đột toàn diện và hiện giờ là thời điểm để xuống thang, giảm căng thẳng và kiềm chế tối đa. Ông Guterres nhắc lại tuyên bố trước đó bày tỏ lo ngại về vụ tấn công quy mô lớn từ Iran nhắm vào Israel, đồng thời kêu gọi các bên lập tức chấm dứt hành động thù địch. Tổng thư ký Liên hợp quốc cũng kêu gọi các bên liên quan tôn trọng tuyệt đối sự an toàn của các cơ sở và nhân viên ngoại giao, lãnh sự trong mọi tình huống. Tổng thư ký Liên hợp quốc cho rằng vấn đề cấp thiết trong thời điểm hiện nay là tránh mọi hành động có thể dẫn tới đối đầu quân sự quy mô lớn trên nhiều mặt trận khác nhau ở Trung Đông. Cộng đồng quốc tế có trách nhiệm, nghĩa vụ chung trong tiến hành can dự chủ động với tất cả các bên liên quan để ngăn chặn căng thẳng gia tăng. Phiên họp khẩn được thực hiện theo thư yêu cầu Israel gửi tới Chủ tịch Hội đồng Bảo an và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc. Trong thư, Israel mô tả cuộc tấn công của Iran vi phạm hiến trương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế. Phái đoàn thường trực Iran tại Liên Hợp Quốc cũng gửi thư tới Chủ tịch Hội đồng Bảo an nêu rõ vụ tấn công Israel là cách Iran thực thi quyền tự vệ chính đáng, viện dẫn điều 51, hiến trương Liên Hợp Quốc. <laughs> Sau hơn 6 tháng xung đột với Israel ở giải Gaza, các cuộc đàm phán Israel-Hamas vẫn bế tắc. Trong đó, Hamas vẫn kiên quyết yêu cầu bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm điều kiện chấm dứt hoàn toàn xung đột. Sputnik gần đây dẫn lời một quan chức cấp cao của Israel cho biết, lực lượng Hamas kiểm soát giải Gaza đã bác bỏ tất cả các điều khoản của đề xuất thỏa thuận ngừng bắn và thả con tin mới nhất. Cũng theo quan chức giấu tên trên, Hamas chỉ sẵn sàng thả khoảng 20 con tin, các phụ nữ và nam giới trên 50 tuổi như một phần của giai đoạn đầu trong thỏa thuận. Nhóm vũ trang cũng yêu cầu Israel đồng ý ngừng bắn kéo dài 6 tuần trước khi Hamas thả những con tin này. Quan chức Israel được Sputnik dẫn lời nói, "El người đứng đầu Hamas ở giải Gaza, không muốn có một thỏa thuận. Ông ấy không quan tâm liệu người dân Gaza có tiếp tục chịu thiệt hại hay không, ngay cả sau khi Israel có sự linh hoạt phi thường đối với tất cả các giới hạn trong đề xuất của Mỹ." Mặt khác, các cuộc tấn công của Hamas vào Israel có quy mô và độ phức tạp chưa từng thấy trước đây câu hỏi đặt ra là hamas có thể tự mình thực hiện việc này hay không nếu có sự trợ giúp thì liệu điều đó có đến từ iran tuy nhiên iran đã phủ nhận có liên quan đến cuộc tấn công của hamas vào israel người phát ngôn của phái đoàn iran tại liên hợp quốc cho biết nước này ủng hộ các hành động của hamas nhưng không chỉ đạo họ nhưng mỹ tin rằng iran có liên quan đến các cuộc tấn công của hamas ở israel nhưng hiện tại washington vẫn chưa có thông tin trực tiếp về vai trò của tehran iran có mối quan hệ với cả phong trào hamas và phong trào thánh chiến Hồi giáo Palestine, PEG. Phong trào thánh chiến Hồi giáo Palestine, một nhóm chiến binh ở Gaza nhỏ hơn Hamas, nhưng là lực lượng chiến đấu đáng kể ở giải đất ven biển này, có mối quan hệ liên minh công khai và lâu dài với Tehran. Trong khi đó, mối quan hệ giữa Hamas với Iran lại không rõ ràng như vậy. Hamas từng phản đối Iran trong nhiều năm vì Tehran ủng hộ Tổng thống Syri Bashar al-Assad. Cuối cùng, Hamas vẫn quay trở lại quỹ đạo của Tehran và đã liên lạc công khai với Iran cũng như các đồng minh bán quân sự của Tehran về các mục tiêu quân sự của mình. Israel cho rằng Iran hỗ trợ Hamas khoảng 100 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Năm 2021, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nhóm này nhận được tài trợ, vũ khí và đào tạo từ Iran, cũng như một số quỹ được huy động ở các nước Ả Rập vùng vịnh. Chỉ hơn một tháng trước cuộc tấn công của Hamas vào Israel, người ta thấy phó lãnh đạo văn phòng chính trị Hamas, Shalei Anadori và thủ lĩnh phong trào thánh chiến Hồi giáo Palestine, PEG, Ziad nakhala trong bức ảnh chụp ở Beirut cùng với tổng thư ký Hezbollah Hassan Nasrallah, mối liên minh của Tehran với các chủ thể Hồi giáo Palestine dường như là một trọng tâm trong chiến lược của IRGC, mặc dù chi tiết vẫn còn chưa rõ ràng. Trước đó, ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho hay, Iran và Hamas có mối quan hệ lâu dài. Hamas không thể tồn tại như bây giờ nếu không được Iran hỗ trợ những năm qua. Iran rõ ràng là đã ủng hộ Hamas về tài chính, vật chất và chính trị. Theo giới quan sát, vai trò trực tiếp của Tehran nếu có sẽ đưa cuộc xung đột kéo dài giữa Iran và Israel ra khỏi bóng tối, làm tăng nguy cơ xung đột lan rộng ở Trung Đông. Hezbollah cho biết đã kích hoạt thiết bị nổ nhắm vào các binh sĩ Israel mà nhóm này cho rằng muốn xâm nhập vào lãnh thổ Liban. Quân đội Israel cho biết bốn binh sĩ đã bị thương sau một vụ nổ trong đêm ở khu vực biên giới phía bắc, nhưng không đều rõ phía nào của biên giới. Hezbollah trước đó cho hay các tay súng của nhóm đã đặt thiết bị nổ ở khu vực Tan Ismail bên trong Liban, kích hoạt chúng sau khi binh sĩ Israel vượt biên giới. Đây là lần đầu tiên Hezbollah thực hiện một cuộc tấn công như vậy trong 6 tháng qua, khi nhóm và lực lượng Israel xảy ra đụng độ xuyên biên giới gần như mỗi ngày. Hezbollah tuyên bố ủng hộ Hamas, lực lượng đang đối đầu Israel ở giải Gaza. Bạo lực bùng phát giữa Israel và Hezbollah phần lớn được kiềm chế ở khu vực biên giới. Trước đó, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết Hezbollah đã bắn khoảng 40 quả tên lửa từ lãnh thổ Liban về phía vùng thượng Galilee thuộc miền bắc Israel. Đây là một trong những đợt tập kích tên lửa dữ dội nhất của Hezbollah sang lãnh thổ Israel trong tháng Tư này. Thời điểm gia tăng căng thẳng nghiêm trọng giữa Israel và Iran đồng binh số một của Hezbollah. Lực lượng Hezbollah sau đó đã tuyên bố nhận trách nhiệm thực hiện cuộc tập kích với mục tiêu là một trận địa pháo của quân đội Israel. Tuy nhiên, Hezbollah không cho biết số lượng tên lửa đã bắn sang Israel, cũng như đợt tấn công này có nhằm đáp trả cuộc không kích của Israel vào lãnh sự quán Iran ở Syria hôm 1 tháng 4 vừa qua hay không. Trước đó, Hezbollah tuyên bố sẽ sát cánh cùng Iran giáng trả cuộc tấn công của Israel. Đánh giá về cuộc tấn công của Iran vào Israel, nhóm Hezbollah ở Liban đã ca ngợi Iran có quyết định can đảm đồng thời gửi lời chúc mừng tới giới lãnh đạo Iran và người dân nước này vì cuộc tấn công chưa từng có vào Israel. Nhóm cũng ca ngợi quyết định can đảm và sáng suốt của Tehran khi đáp trả rút khoát cuộc tấn công của Israel vào khu vực lãnh sự quán Iran ở Damas. Hezbollah nhấn mạnh Iran đã đạt được các mục tiêu quân sự của mình, dù Mỹ và đồng minh hỗ trợ Israel đối phó vụ tấn công gây choáng váng của Tehran. Tuyên bố của Hezbollah cho hay Iran đã thực hiện các quyền hợp pháp của họ bất chấp việc phải chịu đe dọa và áp lực. Israel và Hezbollah giao tranh hỏa lực qua biên giới phía nam Liban gần như hàng ngày từ khi xung đột bùng phát ở giải Gaza. Hezbollah tuyên bố họ đang hành động hỗ trợ người dân Gaza và Hamas. Tình trạng căng thẳng gia tăng làm dấy lên lo ngại về xung đột toàn diện giữa Israel và Hezbollah như cuộc xung đột hồi năm 2006.